vui ha các bạn. Quá vui luôn. Đó, anh dắt lên. Một bao cỡ nhiêu ký anh? 5, 6, 5, 7 hả? Chiều nay có chưa? Chưa. Chưa chưa chưa. Thiện Vũ TV. Đó, đây là chiếc chắc là chiếc 290 này trước nha các bạn. Đây là đứng trên cao mình quay xuống nè. Hai chào năm trăm anh em. À, vui ha các bạn. Quá vui luôn. Đó, anh dắt lên. Một bao cỡ nhiêu ký anh? 5, 6, 5, 7 hả? Chiều nay có chưa? Chưa. Chưa chưa chưa. Thiện Vũ TV. Rồi. Giác này giác này hơn 12 giờ trưa các bạn, ra nắng giác ra khói luôn. Anh vui lắm. Vui về làm vui mới có động lực hết các bạn. Đó. Để dài sao ta. Giờ lại chạy lên bên kia. Nhìn thấy 290 này cũng là bự hết quá. Cũng là quỳnh thư rồi đó. Nó rồi dắt lên bao nó lại chạy bên cảnh nè. Trời đó, con trời vô mây rồi, mát rồi nè. Đây. Ôi chạy không, chạy lại không á. Mà đi không, đâu đi hơi kịp không. Hết lẹ luôn. Kiểu như cái nãy nó bán thống nó giục hai đầu nha các bạn, đầu dưới với đầu trên này nè. Đó, đầu dưới đầu trên này đây có bờ nè, bò qua bờ luôn, không phải bò qua bờ mà che lại. Cái 290 này nó không có cầu trước nha các bạn. Nó cái này là cũng chắc không có qua lăng trợ lực luôn, nó chỉ là bình thường. Qua bà luôn.
Nó chưa chân là hơn nửa một nữa các bạn, hơn nửa một rồi. À, tranh thủ nó đầy ở đầu mình ra mình coi nó lên dốc nha các bạn. À, chở về cũng gần đây à, chở lên bờ kinh là xong rồi. Xe này là chở hết đồng ngoài đây luôn, vô trong kia chắc chở hơn ít nữa xong rồi mới lên rồi, chở đám này không dư còn mấy bao. Đấy. Con lúa nằm dưới lưng xe à. Rồi, nó ôm lên đây, nó hết lên đây. Đông người chắc cũng ao nha các bạn. Đông người chắc cũng làm ao. Máy máy ép này chạy nghe em ha các bạn. 290 này chạy nghe em, nó không giống như từ cái thằng MTZ 800 trở lên. MTZ 800 trở lên là nghe cái turbo nghe đã lắm. Bây giờ quay nó lên dốc nha các bạn. À, chắc thêm lên. Chạy lẹ ra đây nè, tính rồi chắc lên lên luôn rồi, chạy lên luôn rồi, nhưng mà anh chắc phim. Vậy là chắc lên mấy bao nữa các bạn. Hết mấy bao này nữa mới đầy đầy một được các bạn. Hết mấy đầy một. Còn chiếc 165 nó chở mấy bao thì không đầy nổi nữa.
ra bộ lúa đi cày cày hay không, quá khỏe luôn. 12 giờ mấy trưa, cần 1 giờ trưa đó. Đó, nắng tan lên nè các bạn, không coi bao nhiêu độ nhưng mà nắng nóng dữ lắm nữa, cũng trên 30 mấy độ đó mà không biết bay mấy. Ba xa cây dốc, ui bụi rớt lên bao, rớt bao các bạn. Đây đang sát bên nè, 200 mét nha. Đây là núi Bà ha, phía trước là núi Bà của mình, núi Bà Tây Ninh.